Nhật Bản thử nghiệm tàu viên đạn vận tốc gần 400 km trên hát. Theo truyền thông Nhật Bản, phiên bản ALFAX của tàu cao tốc Shinkansen đã bắt đầu quá trình thử nghiệm kéo dài 3 năm. Từ ngày 10 tháng 5, khi đi vào hoạt động vào khoảng năm 2030, tàu sẽ đạt vận tốc lên đến 360 km trên hát, trở thành tàu viên đa chạy nhanh nhất thế giới. ALFAX cũng sẽ vượt mặt tàu phu sinh của Trung Quốc, có vận tốc chậm hơn 10 km trên hát dù được thiết kế có vận tốc ngang nhau nó sẽ bao gồm 10 toa và phần mũi dài. Tàu sẽ được thử nghiệm trên tuyến nối hai thành phố Sendai và Aomori, cách nhau 280 km. Các cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra sau lúc nửa đêm, khi đường dây vắng, và diễn ra hai lần mỗi tuần. Tàu viên đạn ALF đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của tàu cao tốc Shinkansen, đưa dịch vụ đường sắt cao tốc nổi tiếng thế giới thậm chí còn chay nhanh hơn trong tương lai. Quá trình thử nghiệm trên diễn ra sau khi tàu viên đạn mới Shin Kansen N700S của Nhật Bản bắt đầu các cuộc thử nghiệm mới chỉ hơn một năm trước. Khi đi vào hoạt động, tàu N700S sẽ đạt vận tốc tối đa 300 km trên h tương đương với các tàu thuộc CGN700. Một loạt các mẫu tàu cao tốc mới được ra mắt, trong bối cảnh Nhật Bản đang chuẩn bị làm chủ nhà đại hội thể thao Olympic mùa hè tại Tokyo vào năm 2020. Tuy nhiên, dù tàu ALF có đạt vận tốc bao nhiêu trong các cuộc thử nghiệm thì nó cũng không thể phá vỡ kỷ lục của tàu đệm từ của ngành đường sắt Nhật Bản, từng đạt vận tốc 603 km trên h trong một đường chạy thử nghiệm vào năm 2015. An Bình Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.